Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 20 ngày 21 tháng 12 năm 2021. Vùng đồi núi thấp mây thay đổi, không mưa, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 70%. Vùng đồi núi cao mây thay đổi, không mưa, gió nam cấp 2, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, độ ẩm trung bình 85%. Thành phố Lào Cai mây thay đổi, không mưa, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 70%. Khu du lịch Sapa mây thay đổi, không mưa, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà mây thay đổi, không mưa, gió nam cấp 2, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, độ ẩm trung bình 85%. Tiếp theo là thông tin thời tiết các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 11 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ.